Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với anh em Tam Giác Mạch. Thì hôm nay Tam Giác Mạch lại tiếp tục quay trở lại cùng với bố của em Ly Mi Xá cũng như là cùng với đại gia đình để đi xem cái vị trí đất để mà làm nhà. Thì trong các video trước Tam Giác Mạch đã nói rồi, có một cái khoản hỗ trợ từ cô Kim Ly Trần để hỗ trợ cho gia đình của Ly Mi Xá, chị gái Ly Mi Xá, cái chị bị câm và bị điếc ấy. Thì thông qua cái câu chuyện thêm là cái sự việc hi hữu đã xảy ra, đó là chị gái của Ly Mi Xá cũng đã bị người khác giờ cho đổi bại. Thì cũng rất mong là thông qua những cái video của Tam Giác Mạch ấy, thì Tam Giác Mạch đã liên tục nhận được những cái cuộc điện thoại và tư vấn hỗ trợ cũng như là giúp đỡ. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, khi mà anh em mình hôm nay quay trở lại đây để chuẩn bị đo đạc cũng như là xem cái quỹ đất làm nhà nó có thuận tiện với đường đi không, cũng như là có gần với gia đình không, bởi vì là một người mẹ mà vừa câm vừa điếc thì khi nuôi hai đứa con thì lại sống riêng một cái khu vực đất riêng lẻ nữa thì cũng rất là phức tạp, và cũng không biết được là đằng sau đấy có những cái câu chuyện gì nữa. Thế nên là hôm nay anh em mình quay trở lại để trực tiếp xem cái quỹ đất nó như thế nào, quỹ đất làm nhà ấy. Và thứ hai là cũng xem là cái nền đất đấy nó có vấn đề gì không, ví dụ như là có dốc quá không, hay là nó có thuận lợi trong vấn đề đi lại đường xá, hoặc là nó có gần với gia đình của Ly Mi Xá không, bố mẹ cũng như là cả em trai nữa. Và một lần nữa là Tam Giác Mạch rất mong muốn nhận được cái sự trợ duyên của quý cô anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đồng hành với Tam Giác Mạch để kêu gọi thêm nữa đủ tiền làm nhà cho chị gái của Ly Mi Xá, để hai cháu có mái nhà thật là ấm áp vào mùa đông, và cũng như là để cho những người làm cha làm mẹ yên tâm đi làm, bởi vì không thể nào kè kè suốt ngày bên cạnh đứa con của mình và các cháu được. Thế nên là cũng đã có vài video kêu gọi rồi, tuy nhiên thì hiện tại cũng thật sự rất là khó khăn. Tuy nhiên mỗi người nhiều cơm sẻ một chút thì chị gái của Ly Mi Xá sẽ có đủ cái tài chính để mà làm nhà. Tam Giác Mạch dự kiến là anh em mình dự kiến làm cái nhà nhỏ thôi, khoảng 40m² thì nó sẽ rơi vào 60-70 triệu, nhỏ nhất so với tất cả các ngôi nhà từ trước đến nay đã làm. Nên là thông qua video một lần nữa là trước khi đi mục sở thị cái mảnh đất cũng như là cái vị trí mà anh em mình sẽ chia sẻ về cái sự việc đau lòng xảy ra, thì Tam Giác Mạch cũng muốn kêu gọi một lần nữa cái sự hỗ trợ của quý anh chị Mạnh Thường Quân, nhà tâm đồng hành với Tam Giác Mạch để tiếp tục triển khai căn nhà tiếp theo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao này nói chung và chị gái Ly Mi Xá nói riêng. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người theo dõi cho hành trình của anh em mình nhé, và đừng quên đăng ký cũng như chia sẻ các video này để lan tỏa trên các mạng xã hội đi nhỉ. Yeah. 坐。 chị gái của anh Xá mới lấy cỏ về. Do là anh Hiệp cũng có một số công việc bận nữa, thế nên là anh Hiệp là tức tốc bây giờ là trở lại quay lại Minh rồi, nên là trong video này thì là Trọng sẽ cũng như là cả anh Xá và cả bố mẹ của chị gái anh Xá nữa sẽ đi ra ngoài xem đất nhá. Ôi giời, hơi tối đấy. Anh Xá đau là lắm không đấy? Ôi giời, bó cỏ to quá, luôn lách này luôn.
to thì con nặng quá. Nặng quá. Bò mù chế chưa chị? Anh xá này, nó muốn nó đi ra xem đất luôn anh xá. Anh em mình cùng nhau ra xem đất luôn, không là thì nữa tối là không biết đến đâu đấy. Hai bạn thử mít sai đây à? Lọ lọ múa lọ múa lọ múa lọ. Lọ đi xem đất thôi. Đi xem đất thôi. Lọ. Lọ lọ lọ. Lọ. Đất của nhà mình là bây giờ là ở khu vực này là đến chỗ nào đó, tự là đất nhà mình. Ở đây á. Ở chỗ này này. Theo cái khe này. Theo khe này, nên là phân khách bằng cái khe nước cái nước đây này. À, bên này là quả của nhà chú rồi. Đây. Đau bụng không à? Đau chịu được không? Đau bình thường. Đau quá phải bảo nhá. Đau quá mà không được thì thôi nhá. Vẫn chịu được cái gì? Khó chịu quá. Khó chịu quá à? Thế nên là đi ra ngoài in minh nó cái gì? Thế đi xem. Đi nội soi. Đây là nội soi. Chắc bị viêm lết dạ dày á. Lết xe nào. Xe nào. Đó, chị à. Làm đường mới à anh? Anh chào anh nhá. Chị gái của anh xá phải nhanh hết nhỉ. Điệu gọi điệu bạn Tú mới xem mà đi nhanh quá. Mà mình không đi lại ấy. Hôm nay là có cả bố anh xá cũng như là cả chị gái nữa, mẹ thì đang ở đằng sau rồi. Hôm nay là cả đại gia đình sẽ đi xem đất cho chị gái của anh đấy. Tụi mình lai sau về. Ở đây là mình có một mảnh hay là hai mảnh? Một mảnh à? Một mảnh mà nó dài thì hay là ngắn? Bình thường. Bình thường à? Đủ làm. Làm cái nhà 40m² thôi. Cho bạn 20m xây với lại cả chị gái của anh nữa thôi. Anh xá chỗ mà trước mà chị gái của anh bị hãm hại là chỗ nào? À, mẹ mới thấy được. Mẹ mới biết à? Mẹ mới biết được. Tí nữa đến đấy thì anh có thể gọi là thuật lại, bảo mẹ là thuật lại cái vụ bắt này hôm đấy ấy, nhá. Mà chị của anh bị hãm hại ấy. Oxy. Ở đây là cũng gọi là không quá xa, bên trên là nhà của anh xá rồi. Tóm à. Gần nhà anh xá là cũng có một mảnh nữa à? Không có rồi. Bên đây có nhận, không có. Kia là của anh rồi gì? Gần đến chưa? Mảnh này á. Mảnh này á. Ngay mảnh bên dưới cái chuồng bò của cái nhà này luôn. Lọ 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 lọ.
À, mẹ của anh Xá ở đằng sau rồi. Đằng này à? Đến chỗ dưới đám cỏ này anh Xá? Trên này là đến đường hay là lên chỗ nào nữa? Này đó. Quá thiếu. Bờ ruộng. Đến kia à? Đứng ngoài này đi. Em ra xem bên này một tí đi. Đi sang bên này nhìn sang nó tổng quát hơn. Như là bờ ruộng là của họ rồi. Từ đây đi thẳng xuống dưới. Từ đây mà đi xuống dưới là của mình hết. À, cũng rất là rộng mà. Chỗ này có nước này, họ là trồng được khả lúa này. Đến chỗ đám cỏ dưới này à? Đám cỏ dưới. Qua dưới đám cỏ là không phải rồi. Đúng rồi. Cái này là đậu của nhà mình à? Hay là đậu của cô trồng nhớ? Đậu của nhà mình. Nhà mình à? Đi anh em mình xuống dưới này nào. Thế là thoải mái làm nhà rồi. Cái này cũng là dây lang, khoai lang của nhà mình à? Thế là cũng rộng thoải mái mà. Thoải mái ở nhà mà. Từ chỗ này đi lên đường là thoải mái. Đấy. Mà sợ phải kè đâu ấy. Chắc cũng không kè đâu. Đúng nhà này. Nhà này cũng xếp đá này. Đấy. Mét dưới. Kè đá mét dưới. Kè đá mét dưới. Chắc ở đây hình là bằng hơn đây sao ấy nhỉ? Đúng không? Nhưng mà cào này xuống này, cào cái chỗ của bố của anh đứng xuống này là bằng hơn rồi. Đấy. Là bằng hơn rồi. Thì đây, anh xuống dưới này một tí, xuống dưới này xem là đến đâu nào. Em đây lần đầu tiên anh gọi là em đi xem đất của nhà anh đấy. Cái này là đậu của nhà mình đúng không? Quả đậu của nhà mình. Sao lại ăn rồi? Cái này sao ăn à? Nhưng mà sao cái này không có cây để ấy nó lên à? Cái này nó loại này nó khác. Loại mọc thấp à? À thân nó ngắn. Đây, có đậu là xong rồi đấy. Đậu là nên ăn rồi. Đến thân đâu đấy? Đến thân dưới này. Dưới này. Qua dưới này thôi. Đến chỗ mà đi khó quá thì anh Xá sẽ chỉ tay. Ui dù, thế là rộng thanh thang thoải mái mà. Hóng mà. Mùa này là thu ngô xong là cũng không làm gì rồi, đúng không? Dừng lại đây một tí này anh Xá. Đến chỗ bãi cỏ này. Bãi cỏ này à? Đến chỗ bãi cỏ này. Lên bên trên này. Đổ lên khu vực trên này. Đứng tít ra trên này luôn. Còn qua chỗ bố mẹ của anh đang đứng luôn. Đấy. Đúng không ạ? Đến chỗ này trùng đảo. Xem nào. Chỗ trùng đố này cũng là của mình à? Thế rộng mà, hẳn một mảnh mà. Bên kia nữa. Bên dưới nữa à? Bên dưới không phải à? Không phải là, khi nào vòng lên. Vòng cái bách. Vòng. Cái chỗ mà không có cỏ ấy. À, cái chỗ mà không có cỏ ra là phải. Chỗ cỏ là của họ rồi. Anh thử hỏi chị gái của anh xem là có đồng ý làm ở đây không? Vâng. Bây giờ chỉ có anh với lại người bố mẹ thì mới có thể giao tiếp được với chị thôi. Còn em thì là không chịu. Anh thử làm lại nào. Cảm ơn. Thế làm ở đây gì? Làm ở đây là đường vận chuyển thì cũng ngắn thôi. Cũng rất dễ luôn. Em thấy nào. Thế là chỗ để vật liệu vẫn là để chỗ cũ cái bụi mấy cái rừng cây thế này à? Hay là để bên dưới? Bên dưới nó dễ hơn. Bên dưới có đường xe đúng không? Đấy, đều... Đầu tiên là chỗ này cũng khá khá dốc đấy.
Nhưng mà bây giờ mà bảo là dùng sức người để đào thì phải cần xếp cái đá dưới này. Xếp là làm cái cửa lên xe. Xếp đá ở đây lại không có đá. Nhanh có đá đi mót được đá không? Xem nếu mà định giờ làm ấy thì sẽ đi mót được. Đi mót được? Đi mót là ở tận đâu? Nước mà mình có đá không? Nước mình không có nhưng mà ngoài kia có. Ngoài kia à? À cái khu vực bên ngoài này này thì là có nhiều đá tai mèo nhiều lắm. Thế nên là đi mót ở bên này. Đấy. Đi kè đá lên. Đấy, và trong ngày hôm nay ấy, thì là Trọng cùng với anh Xá cũng như là cả đại gia đình là chỉ đến thăm, gọi là đến chia sẻ cho các bác anh chị tất cả biết là mảnh đất mà có dự định làm. Hôm nay là anh em mình cũng chưa đo đạc gì đâu, muốn khảo sát trước á. Khảo sát hôm nào mà xác định là làm ở đây thì anh em mình sẽ đến đo đạc sau. Hôm nay là chỉ là khảo sát cũng như là sẽ là chia sẻ một video chia sẻ nữa là về chỗ bị hại của chị gái Lê Mỹ Xá. Chỗ mà gọi là nói thẳng là bị hiếp dâm đấy. Đấy, cũng mong các bác anh chị rất là thông cảm. Đấy. Đây là rộng lắm anh Xá ạ. Chỗ này dốc này. Chỗ này dốc hơn này. Chỗ này là thoải hơn. Đây thoải hơn. Cái hình như là cái này là chỉ cần đào cái mỏm ra thôi đúng không? Đào một cái mỏm ra thôi. Đào một cái mỏm là được rồi. Hay là cái đá ở dưới này. Trên này thì mình đào xuống dưới một tí, xuống thấp một tí. Khoảng 1 mét đi nhỉ? Khoảng 1 mét. Số khoảng 50 phân ở bên trên đường này nữa là ở dưới này cũng không thấp bao nhiêu, mình kề đá vào cũng không cao bằng. Kề đá lên. Kề đá sợ không chắc ấy. Kề đá không chắc, đất này vẫn là đất đất nương, đất đồi mà. Sợ lún chứ. Đó. Đấy là do thì vẫn là tương chùa tất chùa oxy thôi. Chùa xí lên chùa có xe lợi quá chà. Ừ. Cái này kề đá chắc mà. Theo ý mình xét đâu. Theo ý mình xay đá thôi. Đá mình xay chát thì nó chát mà mình xay. Bây giờ là có hai phương án, một là đào là làm móng cẩn thận, được. Hai là kè đá. Đúng rồi. Và với phương án kè đá thì cảm giác nó hơi không, kiểu như là sợ cái nền đất này sợ nó không ổn định, không chắc ấy. Hôm nay là cũng muốn tới chia sẻ cho tất cả mọi người biết là nền đất hiện tại là chuẩn bị làm nhà. Hôm nay là anh em mình cũng chưa đo đạc gì đâu, cũng muốn đến khảo sát đầu tiên thôi. Và căn nhà mà anh em mình dự tính làm là khoảng 40m2. Và hiện tại là với diện tích đất này, đến tận tít cái cây ở bên dưới này cơ, thế nên là thoải mái làm luôn. Còn về gọi là chiều bên này thì gọi là sang tận mấy đám cỏ tiếp bên kia nữa, rất là xa. Thế nên là rất là thoải mái. Với diện tích đất mà rộng này là thoải mái rồi, đúng không? Đấy, không phải suy nghĩ lăn tăn chứ không phải đo đạc nữa. Đấy, đây là có thoải mái rồi. Thế này có phải của mình nữa không? Đây là của... Thế này của mình nữa. Trước là nhà cô này mua à? Nhà cô này nó khác có mà. Thế sao chuồng bò lại làm ở đất hình này? Trên này? Đất đấy là của... Đất của họ à? Có nghĩa là có cái đường mê này là cắt đây à? Là phân chia trên này. Bên trên này có con đường bé là phân chia ranh giới giữa mảnh đất của cô áo hồng bên này. Với lại là của anh Xá. Chỗ này vẫn là của mình. Đến gốc cây chuối. Thế sao bên này có phải của mình nữa không? Không phải rồi. Không phải rồi. Đây đường của họ rồi. Từ ruộng này sang bên này. Từ thửa ruộng này đổ vào đây là của mình hết. Đổ về hết đến tận tít bên này. Đấy. Đến tận tít ở cái khe này nữa cơ. Nó còn dốc xuống nữa. Đây, thoải mái làm rồi. Nhưng mà liệu chị của anh Xá làm thì mọi người có đến giúp không đấy? Có.
Yên tâm đi. Yên tâm là con đến giúp gì? Kể thế nào có rồi thì sẽ làm được. Có sẽ làm được. Có gì thì anh xá phải giúp chị nhá, huy động mọi người đến giúp nhá. Giúp vận chuyển đấy. Tại là bây giờ là chỉ có mỗi chị và có hai bạn tôi mới say thôi. Đấy. Có gì thì là sẽ ở đây và đôn đốc mọi người làm nhá. Anh xá nhá. Bây giờ là trước mắt là cứ xác định là chỗ làm thì rộng rãi thoải mái rồi. Đấy. Nhà thì làm khoảng 40 mét vuông. Dự tính như vậy đó thì anh em mình cũng về cân đo đong đến như thế nào để làm một căn nhà mà phù hợp với chị của anh xá cũng như là hai bạn tour Misai nữa. Ở đây là trước là vừa mới trồng ngô xong đúng không? Đúng rồi. À, bây giờ là thu ngô xong rồi, không làm vụ nữa à? Làm được một vụ thôi. Cái này là một vụ đó. Cao chơi hai vụ. nhưng mà bên thấy ở bên nào đấy người ta làm hai vụ mà. Hai vụ thì đất tốt thì được hai vụ. Đất này xấu quá. Đất xấu quá trồng nó. À, đây xấu. Đất là toàn đá này. Toàn đá, toàn chỉ là đất pha đá ấy, thì nó không tốt. Bây giờ là theo em thấy nếu mà có làm ấy thì cuốc xuống nữa gọi là san cho bằng với cái thửa bên dưới này. Đây này anh xã, vào đây. Theo em thấy là nó san bằng với cái thửa ở dưới này. Đây. Bây giờ thửa bên trên này là nó cao hơn rồi. Không biết cao. Theo em là thế. Bây giờ kè đá lên thì thấy nó cũng kiểu như là về lâu về dài ấy, thì kè đá nó cũng không tốt đâu anh ạ. Sợ nó kiểu như là nó bị lún xuống thì đá nứt ra ấy. Nó cũng không tốt đâu. Bây giờ là cứ xác định là có chỗ làm rồi. Bây giờ là tìm phương án để làm nữa thôi. Đấy. Đấy. Có chỗ làm được rồi. Trên này trên nương của anh là có đá mà không phải là đá cứng hay sao đâu nhỉ? Đá này không phải đá cứng đâu đúng không? Đúng rồi. Đá này đá mềm luôn, đá trắng thôi, không phải đá xanh. Đá xanh thì khó cơ. Đây là trong khoai lang. Hay là 40 mét vuông. Bây giờ là đường để mà vào bố mẹ của anh ấy, vào nhà bố mẹ của anh xá là chỉ cũng qua mấy con đường này đi thôi. Đúng rồi. Sau này nếu mà làm chỗ này thì mình chuyển cái đường lên trên một tí, khoảng 1 mét hay là 50 phân thế. 50 phân. Trước là con đường ở trước là mọi người cũng đi con đường bên này à? Đúng rồi. Đấy, trên này cũng có một con đường nữa thì là trước là những hộ dân ở bên trong này thì là đa số đều di chuyển là con đường phía bên trên này. Đấy, con đường bên dưới này là mới mở thôi. Bên trên này là nó dốc hơn, cũng như là đi xa hơn, con này là ngắn hơn và nó bằng phẳng hơn. Đấy, mưa vẫn đi được. Đất là mình bên trên này vẫn phải đất của mình, còn một tí này vẫn phải của mình. Có khi đây là nên đường xe này trước là cũng vào đất của mình chứ gì? Đúng rồi. Thế thì theo em thấy thì chỗ này đang bằng này thì làm hẳn vào đây luôn. Nhưng mà làm thế thì mọi người không có được đường xe đi không? Đi làm thì làm dưới này. Là chèm cái đường sang khoảng 1 mét như thế lên trên. Thoải mái nếu mà theo ý mình ý ấy. Làm cái cửa bên chèm này thì dễ hơn. À. Nhưng mà theo ý mình thôi. Bây giờ là cứ hiện tại là cứ như vậy đã. Hiện tại là có chỗ để làm nhà rồi. Và bây giờ còn cách là suy nghĩ làm phương án để làm nữa thôi. Và bây giờ anh em mình sẽ đi ra xem chỗ vận chuyển vật liệu xem có dễ không. Nhưng mà ở đây thì nguồn nước là ở đâu đấy? Nước nguồn đấy. Gần đây thôi mà. Ở chỗ nào? Ở khe kia. Cái khe ở bên này nè, cái khe ở bên dưới này. Kia là khe, kia là vẫn phải đất của nhà mình hay đất của họ rồi. Đất của họ. Mà họ vẫn cho lấy gì? Ừ. Có cho thì bảo nhá.
Tại vì là anh Xá thì hiện tại đang bị đau đau dạ dày, thì có ba anh chị tất cả mọi người cũng thông cảm nhé. Lọ lọ đi ra xem chỗ tập kết vật liệu. Đau nhiều không? Dạ. Đau nhiều không? Đau bé thôi. Đau bé à? Kiểu như là nó bị trào ngược vào dưới hay bị lết đấy anh nhé. Dạ. Đúng rồi. Nè, con đường này thì là cũng ít người đi quá hay sao này, cỏ mọc rậm hết rồi. Khi nào mà mình trở về liệu mình sẽ sửa lại sửa lại một chút nha. À mà anh Xá bảo mẹ cũng như là cả bố về đây đi. Tốt tí nào. Cả chị gái nữa. Từ từ đã, mà đã. Đợi mọi người đã, đi xem. Đi xem chỗ tập kết vật liệu nữa. Xong là xem cũng có nhiều, có ba anh chị tất cả mọi người comment là tao chỉ tao á, bọ ra. Tao chỉ tao. Tao mà. Lọ. Lọ. Thì bây giờ ra chỗ tập kết vật liệu, lọ mua lọ. Chỗ mà chị gái của anh bị hãm hại là ở chỗ nào đấy? Mẹ. Mẹ biết à? Ở dưới này nhưng mà. Thì nữa anh Xá bảo mẹ thuật lại cho các bác anh chị tất cả mọi người cùng xem và biết nhé. Tại vì là cũng có được nhiều bác quan tâm ấy. Nhịn không được à? Nhịn khạc nhổ không được à? Nó khó chịu à? Đang bụng à? Ông thân. Con đường là phải sửa lại đấy. Chỗ nào mà rậm quá thì phát cỏ đi nhá. Anh Sáng nhá. Đoạn này gần thì chị em giúp nhau thì vẫn có thể điều hành được đúng không? Đoạn này thì đỡ hại máy của xe máy rồi. Đoạn như là của anh, đường của nhà anh Xá là hỏng mấy con xe. Làm nhà là hỏng mấy con xe. Hỏng một con của anh kia à? Làm nhà anh Xá là mất đi một con xe rồi. Và có nhiều phương án là dự định của, nói chung là ý thì trọng là định làm ở bên nhà của bố mẹ kia, nhưng mà do là xa quá với lại quá trình vận chuyển liệu rất là khó khăn luôn. Chú tập kết vật liệu là để ở đây thôi. Chú có đất ở gần đây không? Răng? Không có à? Nếu mà có ở gần đây thì tuyệt vời quá. Không phải ấy, không phải. Để ở đây. Trước hay là họ cũng để ở đây này, đúng không? Đấy. Thế là có chỗ tập kết vật liệu thoải mái rồi. Nhưng mà ở đây thì xe quay đầu xe thì là sẽ bị trúng đấy đấy. Nó đi tàu. Đây nó lồi vào đồ. Sợ vào chúng cỏ họ ấy thì anh phải bảo nhá. Phải bảo. Đây, có một xe nó lên hai chén rồi. Một xe cho hai chén nào? Đổ, đây. Đổ hai chén nó lọc có chén. Đấy. Bây giờ là chỗ tập kết vật liệu xong rồi này. Nguồn nước thì có rồi này và đất thì cũng đã có. Bây giờ là tìm phương án và tìm cách làm nữa thôi. Đất thì là thoải mái rồi. Anh hỏi mẹ xem nào, trước là chị bị hãm hại ở chỗ nào? Là cô bắt ở chỗ nào? Ui, tít dưới này á? Thế là xa lắm à? Xa lắm.
Lúc là thấy là thấy thấy họ đang thấy ông kia là đang ôm rồi. Đang ôm nhau rồi. Chỉ là người yêu của nhau đấy. Đến tận ngày hôm nay là có những phương án giải quyết gì rồi hả anh xã? Hôm nay là đi xuống xã báo công an xã bảo là thế thì cái vấn đề này vẫn chưa đến cái tội phạt được. Bởi thế công an viên dưới xuống bảo thế thì cho em công an viên bảo là thế thì sẽ giải quyết thế nào công an xã chửa khoan sái. Vâng vâng, à, thế thế. Được rồi, tao. Đấy, bây giờ là cứ biết là lên rồi. Anh cứ đã đi đến xá rồi. Đó. Bây giờ là anh em mình cũng vừa mới xem đất cũng như là cả địa hình nữa và là nguồn nước và con đường vận chuyển và chỗ tập kết vật liệu. Và trong những ngày tới thì anh em mình sẽ lên phương án và chuẩn bị triển khai là căn nhà của chị gái của anh Xá. Và bây giờ là cũng đã là muộn rồi, chắc là Trọng và xin tạm dừng video tại đây thôi. Và xin chào cô bác anh chị tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video mới nhất trên channel của Tam Giác Mạch. Xin chào và hẹn gặp lại.